Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online Lê Đô. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều phần hình học. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6 tập 1 trang 96, 97. Trong video hôm nay chúng ta sang phần bài tập. Ở đây các em có thể xem toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6 sách giáo khoa cũng như sách bài tập của chương trình mới được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1 trang 96. Cho lục giác đều A, B, C, D, E, G. Các đường chéo chính A, D, B, E, C, G cắt nhau tại ô. Các em quan sát hình 9. Vì sao OA bằng OB bằng OC bằng OD bằng OE và bằng OG? Rồi trong bài trước thì chúng ta đã học về lục giác đều. Các em có thể xem lại video trước được đặt trong phần danh sách phát cuối video này. Chúng ta đã học về lục giác đều. Lục giác đều có những đặc điểm gì? Lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau, 6 góc ở 6 đỉnh bằng nhau và đều bằng 120 độ. Ba đường chéo chính AG, BE, CG bằng nhau và cắt nhau tại điểm O. Ở đây người ta hỏi vì sao OE bằng OB bằng OC bằng OD bằng OE và bằng OG. Thì các em biết là hình lục giác đều được ghép bởi 6 hình tam giác đều. 6 hình tam giác đều có cạnh bằng nhau. Vì AB, AB, CD, EG là lục giác đều. Mà lục giác đều thì được ghép bởi 6 hình tam giác đều có cạnh bằng nhau. Cho nên các tam giác OAB, OBC, OCD, OGE, OEG, OGE, 6 tam giác này là các tam giác đều có cạnh bằng nhau. Có cạnh bằng nhau. Tất cả các cạnh của 6 hình tam giác này đều bằng nhau. Vậy các em suy ra, các em suy ra OA, OB. OA, OB ở đây chính là các cạnh của hình tam giác đều. Đúng không? OA, OB, OC, OD, OE, OG. Các cạnh này đều là các cạnh của các hình tam giác đều. Mà các hình tam giác đều có các cạnh bằng nhau. Vậy chúng ta suy ra điều gì? Suy ra 6 cạnh này bằng nhau. Đơn giản vậy thôi. Đúng không? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Một mảnh vườn có dạng hình vuông với chiều dài cạnh bằng 25 m. Người ta để một phần của mảnh vườn làm nối đi rộng 2 m như hình 10, phần còn lại để trồng rau. Rồi các em quan sát hình 10. Mảnh vườn có dạng hình vuông này, cạnh bằng 25 m này, cạnh bằng 25 m. Người ta để một phần của mảnh vườn làm nối đi, một phần của mảnh vườn làm nối đi chính là cái phần mà thầy giáo tô màu xanh này, rộng là 2 m, rộng là 2 m. Phần còn lại để trồng rau. Phần còn lại chính là cái phần màu vàng nhạt này để trồng rau. A là tính diện tích phần trồng rau. Tính diện tích phần trồng rau. Ta nhận thấy phần trồng rau chính là phần đất cũng có dạng hình vuông, nhưng cạnh lúc này là bằng 25 m trừ đi 2 m. Đúng không?
cạnh của hình vuông lớn này, tức là cạnh của mảnh vườn ban đầu này, là 25 mét. Bây giờ các em trừ đi 2 mét làm lối đi, thì có đúng là 25 mà trừ đi 2 thì bằng 23 không? Phần còn lại là 23. Cạnh này cũng vậy, 25 trừ đi 2 mét bằng 23. Do đó phần đất còn lại trồng rau nó có dạng là hình vuông và có cạnh là 25 trừ 2 bằng 23. Bây giờ muốn tính diện tích phần trồng rau thì các em sẽ tính diện tích của cái hình vuông có cạnh là 23 mét. Rồi trước hết là các em sẽ tính cạnh hình vuông của phần đất trồng rau. Phần vườn trồng rau có dạng hình vuông với chiều dài cạnh là 25 trừ đi 2 mét, đúng không? 25 trừ 2 bằng 23 mét. Muốn tính diện tích hình vuông thì các em sẽ lấy cạnh nhân với cạnh thôi, được chưa? Diện tích phần trồng rau là cạnh nhân cạnh, em lấy 23 nhân 23 bằng bao nhiêu? Có đúng là bằng 529 không? Và đơn vị đo là mét vuông. Cạnh đơn vị đo là mét thì diện tích phải có đơn vị đo là mét vuông, được chưa? Tiếp theo các em sang câu B này. Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn trồng rau, xung quanh cái hình vuông màu vàng nhạt này, người ta làm hàng rào. Và lưu ý là ở một góc vườn rau thì có để cửa ra vào rộng 2 mét. Để cửa ra vào rộng 2 mét, tính độ dài của hàng rào đó. Ở đây tính độ dài của hàng rào, tức là các em tính độ dài của cái đường, cái đường màu đỏ bao quanh cái vườn rau này, đúng không? Tức là các em tính tổng độ dài của bốn cạnh hình vuông. Nói cách khác là các em tính chu vi của hình vuông, được chưa? Chu vi của một hình chính là tổng độ dài của cái đường bao quanh hình đó. Mà ở đây tổng độ dài đường màu đỏ này thì chính là tổng độ dài bốn cạnh hình vuông. Hay nói cách khác là các em tính chu vi của hình vuông màu vàng nhạt này. Nhưng ở đây các em lưu ý là người ta để cửa ra vào rộng 2 mét. Thì các em sẽ trừ đi cái phần cửa ra vào rộng 2 mét này. Tức là các em sẽ lấy chu vi của cái hình vuông màu vàng nhạt này, các em trừ đi 2 mét thì sẽ ra độ dài của hàng rào, được chưa? Rồi như vậy ở câu B thì trước hết là chúng ta có độ dài hàng rào là các em lấy chu vi của mảnh vườn. Độ dài hàng rào thì chính là chu vi của mảnh vườn, được chưa? Các em trừ đi 2 mét để làm cửa ra vào. Rồi các em biết là chu vi của hình vuông thì bằng độ dài một cạnh nhân với 4, đúng không? Chu vi của hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân 4. Chu vi chính là tổng độ dài 4 cạnh, mà 4 cạnh của hình vuông nó đều bằng nhau. Vậy các em lấy độ dài một cạnh nhân 4. 23 nhân 4 là chu vi. Sau đó là các em trừ đi 2 mét cửa ra vào. Rồi 23 nhân 4 trừ 2 bằng bao nhiêu? Các em tính được bằng bao nhiêu? Rồi bằng 90 mét. Rồi tiếp theo là các em sang bài 3. Bài 3 người ta yêu cầu các em thực hành cách gấp và cắt giấy hình tam giác đều, hình lục giác đều từ một mảnh giấy hình vuông. Rồi cụ thể thì các em sẽ tham khảo cách gấp và cắt giấy hình tam giác đều, lục giác đều như sau. Rồi để gấp và cắt được một hình tam giác đều thì trước hết là các em phải gấp và cắt được hình vuông. Các em quan sát cách gấp và cắt hình vuông nha. Rồi như vậy là chúng ta đã gấp và cắt được một hình vuông.
Bước tiếp theo là các em sẽ gấp đôi hình vuông này lại. Gấp đôi hình vuông lại. Tiếp theo là các em sẽ gấp một góc vào như hình vẽ. Rồi các em quan sát kỹ nha. Bước này thì chúng ta cần tỉ mỉ một chút. Rồi bước cuối cùng là các em chỉ việc là chúng ta sẽ cắt theo. Rồi cắt theo đường thôi. Các em quan sát đường màu đỏ. Chính là đường thầy giáo tô màu đỏ. Các em cắt theo đường này là chúng ta được một hình tam giác đều. Rồi như vậy là chúng ta đã có một hình tam giác đều rất là đẹp. Rồi như vậy là các em đã biết cách gấp và cắt một hình tam giác đều. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ gấp và cắt một hình lục giác đều. Thì bước đầu tiên cũng tương tự như ở câu E. Trước hết là các em chuẩn bị cho thầy giáo một hình vuông. Sau đó các em sẽ gấp đôi hình vuông lại. Gấp đôi hình vuông lại. Tiếp theo là các em sẽ gấp đôi một lần nữa. Các em quan sát kỹ nha. Chúng ta gấp đôi một lần thứ hai. Sau đó là các em sẽ dở tờ giấy ra. Rồi, lúc này các em sẽ đánh dấu hai điểm quan trọng như trong hình. Các em đánh dấu hai điểm quan trọng nha. Các em quan sát. Rồi, hai điểm. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em quan sát cách gấp nha. Rồi, sao cho một điểm nó trùng với một cạnh của hình vuông. Điểm kia là ở cái góc góc gấp. Được chưa? Bây giờ các em sẽ đánh dấu cái điểm mà nó chạm với cạnh của hình vuông. Các em đánh dấu điểm nó chạm với cạnh của hình vuông. Cái này các em phải đánh dấu chính xác nha, thì các em cắt mới chính xác được. Các em nhớ là đánh dấu chính xác. Rồi sau khi đánh dấu xong thì chúng ta sẽ dở hình vuông ra. Bây giờ các em sẽ gấp. Gấp hình vuông lại chứ không phải là gấp đôi nha. Các em gấp theo cái điểm mà chúng ta vừa đánh dấu đấy. Sau khi gấp và vuốt cẩn thận nếp gấp thì chúng ta sẽ được một hình gấp như thế này. Rồi các em quan sát kỹ. Đấy. Nó phải thiếu một phần như thế này mới là đúng này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắt kéo sao cho. Đường cắt là phải từ cái điểm đánh dấu, từ góc, góc gấp đến điểm đánh dấu. Và các em cắt thẳng lên. Các em làm tương tự đối với bên kia. Rồi các em làm tương tự đối với bên kia nha. Đối với bên còn lại. Rồi cuối cùng là các em sẽ cắt cái phần thừa đi. Cắt theo mép nha. Rồi cuối cùng là chúng ta được một hình lục giác đều xinh xắn. Hình lục giác đều. Có 6 cạnh và 6 góc bằng nhau. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô.
bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.